Tàu ngầm Kilo biểu tượng sức mạnh mới của Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, chuyên gia Nga khẳng định việc sở hữu hạm đội tàu ngầm 6 tàu ngầm Kilo là biểu tượng cho sức mạnh quân sự mới của Hải quân Việt Nam. Chiếc tàu ngầm diesel điện lớp Patzavyanka, NATO định danh là Kilo, tàu cuối cùng trong lô 6 chiếc cùng loại mà Việt Nam đặt mua từ Nga. Trong biên chế Hải quân Việt Nam, chiếc tàu ngầm thứ 6 này được đặt tên là Bà Rịa Vũng Tàu với số hiệu là 187. Trước đây nhà máy đóng tàu Amiranti của Nga đã bàn giao cho Việt Nam lần lượt 5 tàu ngầm cùng loại là 182 Hà Nội, 183 Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng, 185 Khánh Hòa và chiếc 186 Đà Nẵng. Các tàu này đều đã được Hải quân Việt Nam tiếp nhận và vận hành tốt. Tàu ngầm Project 636, lớp Vasavianca định danh NATO là Kilo, dài 74m, rộng 10m, thủy thủ đoàn 52 người. Các tàu ngầm lớp này có thể lặn sâu tối đa 300m và di chuyển với tốc độ lên đến 20 hải lý một giờ, tương đương 37km một giờ, hành trình liên tục một tháng rưỡi với phạm trình tối đa khoảng 9.600km. Nếu so với các loại tàu ngầm khác trên thế giới, tiếng ồn của tàu Vasavianca phát ra rất thấp, giảm phản xạ sonda, giúp cho chúng khó bị phát hiện hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia phương Tây gọi tàu ngầm lớp Vasavianca là hố đen trong đại dương. Tàu ngầm lớp Kilo có thể tìm thấy mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn 3 đến 4 lần mà bản thân chúng có thể bị đối phương phát hiện và có khả năng tấn công toàn diện bằng tên lửa và ngư lôi vào mục tiêu trên không, trên đất, trên biển và có khả năng thả cả thủy lôi tàu ngầm lớp vasavianca có thể được sử dụng chống tàu ngầm và tàu nội của đối phương để bảo vệ các căn cứ hải quân các đường liên lạc trên biển và ven biển quốc gia hoạt động tình báo để thu thập bí mật các thông tin từ hệ thống thông tin liên lạc của đối phương theo ý kiến của chuyên gia quân sự nga viktor litovkin việc thành lập hạm đội ngầm là một dấu mốc rất quan trọng đối với việt nam bất kỳ quốc gia ven biển nào cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nếu không có hạm đội tàu ngầm trung quốc cũng sở hữu những tàu ngầm loại này nhưng lợi thế của các tàu ngầm mà Nga cung cấp cho Việt Nam là chúng mang theo không chỉ các ngư lôi và thủy lôi mà còn hệ thống tên lửa Calib phiên bản mới nhất, nổi tiếng với tên xuất khẩu là Club với tàu ngầm là Club S. Tên lửa Club có tầm bắn giới hạn 300 km với hai phiên bản là 3M54 tên lửa hành trình chống hạm và 3M14 tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Với khả năng ẩn giấu của tàu ngầm, đòn tấn công tên lửa là rất nguy hiểm, không có cơ hội để đối phương đánh chặn. Tên lửa Club giai đoạn đầu bay với tốc độ cận âm khi tiếp cận mục tiêu đầu đạn chứa 400kg thuốc nổ tách ra từ động cơ chính và tăng tốc đến 1km trên dây, tức là gấp 3 lần tốc độ của âm thanh. Tên lửa tiếp cận mục tiêu ở độ cao 5-10m khiến cho nó trở thành bất khả xâm phạm đối với các hệ thống chống tên lửa của đối phương lần đầu tiên các thủy thủ đoàn của việt nam đã làm quen với tàu ngầm của nga tại nhà máy ở st petersburg trong thời gian học tập ở nga sau đó các thủy thủ đoàn của việt nam đã tham gia các bài tập trên ở cầu cảng của nhà máy và có năm chiến viễn hành sau khi về đến việt nam công tác huấn luyện tiếp tục được triển khai ở căn cứ tàu ngầm cam ranh nơi các chuyên gia nga thành lập trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm hiện đại với đầy đủ các thiết bị và chương trình mô phỏng bất kỳ tình huống bao gồm cả trường hợp khẩn cấp Tại đây, một kiếp 52 thủy thủ Việt Nam sẽ được học tập và thao luyện những tình huống sát thực nhất để thành thục cách xử trí những sự cố có thể xảy ra trong thời gian hoạt động liên tục dưới đáy biển một tháng rưỡi, kể cả là những chuyến viễn hành dài ngày nhất. Việc sở hữu 6 tàu ngầm Kilo sẽ nâng cao sức mạnh tác chiến cho Hải quân Việt Nam bởi bộ chiếc có thể vận hành độc lập, lặng lẽ giấu mình dưới lòng biển trong một tháng rưỡi. Việc sở hữu chiếc tàu ngầm thứ sáu đánh dấu cột mốc mới đối với quân chủng Hải quân Việt Nam khi binh chủng tàu ngầm chính thức sở hữu tới hai biên đội tác chiến ngầm dưới đáy biển, cùng một thời điểm có thể tung ra hoạt động tuần tiểu 2-3 tàu ngầm. Bởi vì thông thường trong một năm, tổng thời gian hoạt động của các tàu ngầm chỉ từ 4 đến 5 tháng, thời gian còn lại nó phải cập bờ để bảo dưỡng kỹ thuật và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Vì vậy, mỗi biên đội tàu ngầm kilo phải có ít nhất từ 3 chiếc trở lên, trong đó một chiếc hoạt động tuần tiểu, một chiếc làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và một chiếc bảo dưỡng, duy tu tại cảng và chăm sóc sức khỏe cho đoàn thủy thủ. Tàu mặt nước dễ bị phát hiện bằng máy bay tuần tiểu chống ngầm cánh cố định máy bay, bay trực thăng chống ngầm máy bay, bay không gửi lái hoặc từ vệ tinh nhưng tàu ngầm ở độ sâu từ 50 m trở xuống là không thể bị phát hiện bằng các phương tiện quan sát với dụng cụ quan học do đó các tàu ngầm sẽ là phương tiện tác chiến tàng hình tối quan trọng giúp lực lượng hải quân thực hiện được nhiều nhiệm vụ mà các tàu mặt nước không thể đảm đương nổi việc sở hữu tới 6 tàu ngầm hiện đại để giúp hải quân việt nam có trong tay một vũ khí lợi hại với những đoàn tấn công ngầm dưới đáy biển rất khó đối phó tạo nên sức mạnh mới để hải quân việt Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và lợi ích kinh tế biển đảo của quốc gia. Vị chuyên gia Nga cho biết, thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng của hạm đội 6 chiếc tàu ngầm kilo này. Việt Nam sẽ có thể sử dụng chúng nhằm bảo vệ một cách hiệu quả hơn lãnh hải, vùng kinh tế biển, hải đảo và các giàn khoan dầu khí của mình. Các bạn vừa theo dõi video Tàu ngầm kilo biểu tượng sức mạnh mới của Việt Nam Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Phụ ký Trung Quốc có xứng với lời can của Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo đánh giá của Mỹ, nhiều vũ khí và thiết bị quân sự do Trung Quốc chế tạo có thể lấn lướt sản phẩm cùng loại của Mỹ. Mới đây nhất, trang Strategy Page Mỹ đã có đánh giá về sức mạnh của siêu khu trục hạm Time 055 của Trung Quốc và cho rằng Time 055 đang trong giai đoạn đóng mới, sẽ lớn và có sức mạnh lớn hơn tàu khu trục Love Island Book của Mỹ. Với lượng dạng nước 12.000 tấn, kích cỡ của Tham 055 giống với một tàu tuần dương hơn là một tàu khu trục, là tàu chiến đấu mặt nước mới nhất của Trung Quốc chế tạo, Stretch Page nhận định. Dù không công bố chi tiết, nhưng báo Mỹ khẳng định hỏa lực của Tham 055 cấp 3 đến 5 lần so với tàu khu trục, Agus Elite và cấp hai lần hỏa lực tàu dương hàm Edrich Tico Delcora của Hải quân Mỹ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vũ khí Trung Quốc trở nên cực mạnh, theo đánh giá của truyền thông Mỹ. Hồi đầu năm 2015, sau khi Mỹ thừa nhận năng lực yếu kém của tiêm kích F-22, người Mỹ lại tiếp tục vạch áo cho người xem lưng khi cho rằng F-35 cũng không khả hơn. Tạp chí Defense News hồi tháng 10 năm 2014 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ thừa nhận tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ hay UAV Neuron của nước này trở thành lỗi thờ trước hệ thống radar chống tàng hình GWL-002 của Trung Quốc. Theo Defense News, Radar RWL002 có thể phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương trong khoảng cách 400 km, riêng đối với máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry và máy bay E-2 Hawkeye của Mỹ thì tầm phát hiện của radar có thể lên tới 600 km. Dù không tiết lộ chi tiết về hệ thống radar GWL-002, nhưng rõ ràng sức mạnh của GWL-002 đã thuyết phục được người Mỹ. Bởi chưa từng có tiền lệ, một tạp chí danh tiếng của Mỹ lại dùng lời lẽ có cánh để ca ngợi thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất. Ngoài radar TWL-002 và khu trục hàm Trai-055, truyền thông Mỹ cũng đã nâng tầm sức mạnh của loại radar chống tàng hình mới của Trung Quốc mang tên trai 26 Và coi đây là mối nguy hiểm thực sự đối với những chiến đấu cơ tàng hình hiện có trong khuôn quân Mỹ. Theo nhận định của tạp chí Business Insider Mỹ, Radar JY-26 dùng để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường đối không tầm xa. Khoảng cách tìm kiếm của JY-26 đạt 500 km, loại radar này có thể tiến hành chỉ từ mục tiêu cho phía sau hoặc làm nhiệm vụ theo dõi chính xác. Business Insider dẫn nguồn quân sự Trung Quốc cho biết, radar Trey 26 đã từng phát hiện được máy bay F-22 của Mỹ và thực hiện việc giám sát. Khi đó, radar này được triển khai tại Sơn Đông. Toàn bộ quá trình bay của máy bay F-22 tại Hàn Quốc đều nằm trong phạm vi giám sát của radar này. Dù được Mỹ dùng những lời có cánh khi nói về sức mạnh của loạt hệ thống radar chống tăng hình này, tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Cụ thể, hồi cuối năm 2013, ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận dạng phòng không ADIZ ngày 23 tháng 11 năm 2013, Mỹ tuyên bố đã điều hai máy bay ném bom B-52 không trang bị vũ khí cất cánh từ căn cứ trên đảo Guam của Mỹ. Bay qua ADIZ Trung Quốc đơn phương thiết lập mà không khai báo với Bắc Kinh mà vẫn không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía Trung Quốc. Phát biểu sau chuyến bay này, Lầu Năm Góc cho biết radar Trung Quốc đã không thể phát hiện hai máy bay B-52 của Mỹ và cũng chẳng có máy bay Trung Quốc nào liên hệ cảnh báo B-52 xâm phạm vùng ADIZ. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận xét, mặc dù Trung Quốc trong nhiều năm qua không ngừng tăng cường ngân sách quốc phòng, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa sở hữu được những radar phòng không đúng nghĩa của nó. Nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở, khi Hàn Quốc cũng tiếp bước Mỹ điều động máy bay tuần tra B-3C bay vào khu vực ADIZ này. Theo đó, ngày 27 tháng 11 năm 2013, chiếc B-3C của Hàn Quốc đã bay qua không phận khu vực giải đá ngầm leo, nơi đặt một cơ sở nghiên cứu của Hàn Quốc mà không hề thực hiện yêu cầu của Trung Quốc. Cũng như trường hợp của B-52, khi chiếc B-3C hoàn thành nhiệm vụ và Hàn Quốc thông báo về chuyến bay này, Trung Quốc mới lên tiếng. Bắc Kinh khẳng định họ đã giám sát tất cả quá trình bay của hai máy bay B-52 và chiếc B-3C cũng như việc có đủ khả năng kiểm soát ADIZ mới. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là câu nói chữa thẹn về khả năng giám sát trên không của Trung Quốc. Tướng Nga tiết lộ hồng súng bí mật ở Cam Ranh khiến kẻ thù lo sợ ở Biển Đông. Trung tướng Viktor Fedorovich Astov, cựu chỉ huy vì xây dựng Cam Ranh thời Liên Xô, nói với tạp chí công nghiệp quân sự Nga rằng căn cứ Cam Ranh thời Liên Xô trú đóng như hồng súng chỉ vào đầu đất phương trên Biển Đông. Theo tạp chí công nghiệp quân sự Nga ngày 20 tháng 7 năm 2016, Trung tướng Viktor Fedorovich Astov, vừa qua có buổi hội đàm kéo dài gần 4 giờ với đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm Nga mới đây. Tướng Astov chính là người chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng cơ sở cho quân đội Nga ở Cam Tranh, thời Liên Xô còn sử dụng căn cứ này. Gần đây, Hải quân Nga bắt tay xây căn cứ trên đảo Matua, trên quần đảo Kuril. Tuy nhiên, diện tích 52 km vuông của đảo này vừa nhỏ, xa khu dân cư và không so bị nổi với căn cứ Cam tranh, nơi chỉ riêng mặt vịnh đã hơn 100 km vuông, độ sâu 32 m, đủ đón hơn 40 tàu chiến và cả tàu sân bay vào cùng lúc. Chưa kể bán đảo phía Bắc và Nam dẫn vào vịnh như Yết Hầu, cùng các cồn lúi phê quanh tạo thành pháo đài thiên nhiên bảo vệ vịnh Cam tranh vững chắc. Đây là một trong những cảng nước sâu tốt nhất thế giới. Theo tướng Astor, từ tháng 8 năm 1886, tàu tuần tra Vitas của nước Nga sang Hoàng từng ghé Cam Ranh. Việc xây cạn ở Cam Ranh được Pháp bắt đầu từ những năm 1930, rồi sau này là Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam. Tướng Astor cho hay người Mỹ đã xây dựng hoàn chỉnh Cam Ranh với hai đường băng dài 3,5 km đủ cho máy bay ném bom chiến lược đáp, cùng các khu nhà của phi công, kho hàng, bệnh viện, xưởng sửa chữa tàu, lối vào vịnh, còn có các đơn vị pháo binh bố trí trên núi cao. Tướng Astop cho biết Liên Xô và các nước khó hiệp ước qua South đã chi viện rất lớn cho miền Bắc Việt Nam đánh Mỹ với hơn 5.600 khẩu súng chống tăng, 316 máy bay chiến đấu, 23 dạng tên lửa phòng không S-75M, hai trung đoàn tên lửa S-125, gần 700 xe tăng, hơn 70 tàu. Tướng Astop nói, trong những thời điểm khó khăn nhất, tàu ngầm hạt nhân và tàu chiến Liên Xô luôn có mặt trên Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Sau năm 1975, Liên Xô đã quan tâm đến căn cứ Cam Ranh. Phó đô đốc Hải quân Liên Xô là Valentin Koslov đã đến khảo sát tỉ mỉ quân cảng này theo chỉ đạo của Tư lệnh Hải quân Liên Xô lúc đó là ông Sergei Koskov. Sau đó, ông Koslov làm bản báo cáo đề xuất sử dụng Cam Ranh làm điểm cung ứng dịch vụ hậu cần cho tàu thuyền Liên Xô hoạt động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông ấn tượng với các cơ sở dịch vụ của Mỹ xây dựng trước đó ở Cam Ranh, kéo dài cả 100 km. Ngày 2 tháng 5 năm 1979, Chính phủ Việt Nam và Liên Xô ký hiệp ước sử dụng chung căn cứ cam Ranh trong vòng 25 năm đến năm 2004 và tự động gia hạn sau 10 năm. Ban đầu, đơn vị hậu cần 922 của Hải quân Liên Xô đến Cam Ranh thiết lập nơi đây là điểm cung cấp từ thực phẩm quân trang quân dụng, nhiên liệu, cho bệnh viện cứu hỏa và cả ngân hàng. Liên Xô xây trạm điện, diesel và tô binh khí ở đây để tự chủ về năng lượng. Lính thủy Liên Xô ở Cam Ranh được cưỡng các dịch vụ tiện nghi trên bờ, có cả bài tắm nhà hát. Tuy nhiên, việc xây dựng căn cứ chỉ thực sự diễn ra từ năm 1982 với binh đoàn tác chiến, chiến dịch số 17, hạm đội Thái Bình Dương, đảm nhận tái thiết Cam Ranh. Đó là thời cao điểm chiến tranh lạnh, khi đứng trước mối lo về các cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ từ tàu sân bay và tàu ngầm vào Liên Xô đã khiến các lãnh đạo Liên Xô quyết định triển khai hải quân ra thế giới để ngăn ngừa từ xa các đoàn tấn công của đối phương. Binh đoàn số 17 xây dựng các cơ sở hạ tầng để phát hiện và theo dõi tàu sân bay, tàu ngầm, tên lửa cùng những dấu hiệu hành quân của địch để dễ tiêu diệt. Việc bảo đảm an ninh cho máy bay và tàu bè của Liên Xô thuộc trách nhiệm của quân đoàn này. Lúc đó, Liên Xô còn có binh đoàn tác chiến chiến dịch số 5 ở Địa Trung Hải, số 8 ở Ấn Độ Dương, số 7 phụ trách Đại Tây Dương và Bắc Cực. Còn binh đoàn tác chiến chiến dịch số 17 ở Cam Ranh, phụ trách Thái Bình Dương, binh đoàn này gồm có sư đoàn tàu ngầm số 38, trung đoàn tàu chiến số 119, sư đoàn tàu vận tải 255 và 300, trung đoàn không quân 169, đơn vị đặc nhiệm dưới nước số 501, trung tâm thông tin. Tướng Astop nhận xét với địa thế quan trọng trên Biển Đông, Cam Ranh như hồng súng chỉ vào đầu đối phương. Đây là nơi rất thuận lợi để có thể triển khai, phản ứng nhanh trước các động thái của đối phương. Lúc ở đối diện Cam Ranh là Philippines, nơi Mỹ có hai căn cứ, Subit Hải quân và Clark Công quân. Số lượng máy bay tàu chiến Mỹ ở hai căn cứ này nhiều hơn Liên Xô ở Cam Ranh, nhưng Liên Xô chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Theo ông Astop, thời gian Liên Xô đóng quân ở Cam Ranh, Mỹ thường xuyên cho máy bay tàu chiến theo dõi và khiêu khích khi máy bay trung đoàn 169 bay làm nhiệm vụ trinh sát săn ngầm, có lần máy bay chiến đấu Mỹ áp sát và có hành vi khiêu khích, thậm chí còn dơ cho xem búp bê tình dục. Mỹ cũng muốn thu thập thông tin về máy bay Liên Xô hoạt động ở Cam Ranh một lần nọ máy bay của chỉ huy trung đoàn 169 là trung tá Sumerov được thông báo có một chiến đấu cơ F4 của Mỹ cách Cam Ranh khoảng 100 km. Ông tắt tín hiệu để tránh máy bay Mỹ, rồi sau đó bắt tín hiệu radar ven bờ để bay thấp, rồi từ hướng mặt trời ông bí mật cho máy bay tăng tốc lao lên phía chiếc máy bay Mỹ thâm nhập không phận. Radar trên máy bay bật lên, máy bay của trung tá Sumerov phóng một tên lửa về máy bay Mỹ, có tính toán về khoảng cách, phi công Mỹ không thấy máy bay liên xô nhưng radar báo có tên lửa đang lao tới, máy bay Mỹ liền bật hết tốc lực bay thoát tên lửa và lao thẳng ra biển khơi. Sau vài lần áp dụng chiến thuật tương tự, không một máy bay Liên Xô nào còn bị máy bay Mỹ quấy rầy nữa. Tướng Astor cũng nhắc lại thời ông tham gia việc chỉ huy xây dựng lại cam ranh, mà theo ông là gần như xây mới hoàn toàn với quy mô hơn hẳn Pháp và Mỹ đã làm. Năm 1987, khi ông đến căn cứ, Liên Xô đã xây mới đến 440 tòa nhà và đơn vị hạ tầng, năm 1988 là 28 đơn vị và năm 1989 là 131 đơn vị. Đơn vị xây dựng chủ lực của Liên Xô ở Cam Ranh là đơn vị Sarantestroy số 22 của Bộ Quốc phòng Liên Xô, từng xây các cơ sở quân sự tổng cỡ thế giới. Tướng Astop là chỉ huy đơn vị này. Đơn vị của ông xây bảy doanh trại cho lính thủy và lính trồng ngầm, hai nhà ăn sức chứa 500 ghế, bệnh viện 100 giường, nhà hữu nghị với 400 chỗ ngồi, trạp chiếu phim, hai cơ sở thể dục, trường trung học cho 120 học sinh, 16 ngôi nhà với 700 căn hộ, trạm điện 24.000 kW. Quan trọng nhất, Cam Tranh được xây dựng thêm các trung tâm thông tin liên lạc, kho bảo quản tên lửa, mìn, gửi xăng dầu, khu dự trữ thực phẩm, thiết bị kỹ thuật và hai kho lạnh công suất 270 tấn. Các cơ sở xe mới được áp dụng công nghệ hiện đại nhất, chẳng hạn kho bảo quản tên lửa hành trình, đảm bảo tên lửa có thể hoạt động được trong môi trường nhiệt đới. Tham gia xây dựng bên cạnh công nhân Liên Xô còn có công binh của Việt Nam có lúc đến 5.000 người. Trong thời gian đóng quân ở Cam Ranh đã có 44 quân nhân Liên Xô và 176 người Việt Nam qua đời vì các tai nạn. Ở Cam Ranh có dựng một tượng đài kỷ niệm những hy sinh này. Những tai nạn đáng chú ý có phi hành đoàn máy bay ném bom chiến lược Tu-95 hy sinh ngày 13 tháng 2 năm 1985, phi công và hành khách của máy bay vận tải An-12 rơi ngày 8 tháng 7 năm 1989, khi đang hạ cánh, phi công Su-27 của đội bay Dũng sĩ Nga rơi gần Cam Ranh ngày 12 tháng 12 năm 1995. Khi được hỏi vì sao Nga rút khỏi cam ranh, tướng Astop cho rằng vào thời điểm hết hạn của hiệp ước, hải quân Nga đã phải hạn chế các hoạt động trên các đại dương, nên lãnh đạo Nga lúc đó cho rằng cam ranh không còn cần thiết với Nga. Vì vậy, ngày 2 tháng 5 năm 2002, chính phủ Việt Nam và Nga ký hiệp ước bàn giao lại cam ranh cho phía Việt Nam. Nga chính thức rút khỏi nơi này, sau đó Việt Nam đưa sân bay cam ranh trở thành cảng hàng không quốc tế vào phục vụ. Còn với các cơ sở phục vụ hải quân thì không có gì trở ngại, theo ông Astop tướng aztop nói với tạp chí công nghiệp quân sự thủ tướng nguyễn xuân phúc nói rằng việt nam và liên bang nga đối tác chiến lược của việt nam phải sử dụng các tiềm năng hiện có để phát triển vì lợi ích của cả hai nước với thái độ này chúng ta chẳng lo bất kỳ vấn đề gì khi được hỏi liệu nga sẽ quay lại cam tranh, ông astop nhận định rằng ngày nay việt nam là đất nước mở cửa du lịch đang được đẩy mạnh nhưng phải đối mặt với vấn đề môi trường trong khi đó nga là một trong những nước hàng đầu về công nghệ xử lý chất thải xử lý nước nên hợp tác công nghệ giữa hai nước là rất gần gũi và với kinh nghiệm trong việc xây dựng ở lĩnh vực dân dụng và quân sự không nghi ngờ rằng nga sẽ sớm quay trở lại căn cứ cam ranh các bạn vừa theo dõi video Tướng Nga tiết lộ hồng súng bí mật ở Cam Ranh khiến kẻ thù lo sợ ở Biển Đông. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. lộ lý do Nhật không cần vũ khí hạt nhân. Theo hiệp ước an ninh song phương, Washington cam kết sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ Tokyo nếu xảy ra chiến tranh. Dự luật an ninh mới của Nhật vừa được Quốc hội nước này thông qua, gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ trong và ngoài nước. Theo CNN, chính phủ thủ tướng Shinzo Abe đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Nhật kể từ sau Thế chiến II. Lần đầu tiên, sau 70 năm, lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể triển khai hoạt động quân sự ở nước ngoài với vai trò thực thi quyền phòng vệ tập thể. Tất nhiên, con đường đi đến thay đổi của Tokyo không hề dễ dàng. Ông Abe phải đối mặt với làn sóng phản đối từ dư luận trong nước. Ở phương diện quốc tế, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích dự luận. Các quốc gia này cho rằng luật sẽ mở đường cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt, đe dọa an ninh khu vực châu Á. Đặc biệt, các nhà phân tích ở Trung Quốc cho rằng dự luật mới cùng với việc sở hữu công nghệ hạt nhân tiên tiến của Nhật sẽ khiến quốc gia này trở nên hung hăng hơn trong tương lai. Với Trung Quốc, Nhật Bản được xem là mối đe dọa an ninh lớn nhất. Khi Tokyo ít kiềm chế với tham vọng vũ khí hạt nhân là nỗi ám ảnh với này, theo đánh giá của một số học giả từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà phân tích Andre Baker, nghiên cứu viên về chính sách hạt nhân tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, nhận định dự luật an ninh còn nhiều vấn đề cần tranh luận. Tuy nhiên, cho rằng Nhật Bản sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân là không có cơ sở. Nhật được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ. Cũng theo CNN, từ những năm 1960, Tokyo đã phát triển một trong những chương trình năng lượng hạt nhân dân sự tiên tiến nhất thế giới. Chương trình này đang tạo ra khoảng 1 phần 3 sản lượng điện của Nhật. Về mặt lý thuyết, công nghệ hạt nhân của Nhật có thể sử dụng để sản xuất vật liệu cho vũ khí nguyên tử. Các chuyên gia quốc tế đánh giá quy mô và sự phức tạp của các cơ sở hạt nhân cho phép Tokyo chế tạo bom hạt nhân chỉ trong vài tháng. Trung Quốc đã viện dẫn đến lý do này và đưa ra cảnh báo về khả năng sở hữu vũ khí, hủy diệt hàng loạt của Nhật. Tuy nhiên, Nhật Bản đã phê chuẩn hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1976. Hiệp ước quy định rằng các quốc gia được hưởng công nghệ hạt nhân, hòa bình cho mục đích sản xuất năng lượng nếu họ từ bỏ vũ khí nguyên tử. Chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ giám sát các cơ sở hạt nhân nhằm đảm bảo chúng phục vụ cho mục đích hòa bình cơ quan này xác nhận tính chính xác và đầy đủ các báo cáo của Nhật về những cơ sở hạt nhân cũng như tiến hành giám sát và thanh tra hoạt động. Vai trò của IAEA tại Tokyo là rất quan trọng để xua tan mối lo ngại của các nước về tham vọng vũ khí hạt nhân của nước này. Bà Beger lập luận thêm, ngoài Trung Quốc và IAEA còn có hai đối tượng khác biệt quan trọng trong việc ngăn chặn tham vọng vũ khí hạt nhân nếu có của Nhật. Đầu tiên là công chúng nước này. Hơn ai hết, họ là nạn nhân của vũ khí nguyên tử nên hiểu rất rõ nỗi kinh hoàng mà nó gây ra. Sau thảm họa nhà máy điện Fukushima, người dân Nhật Bản ngày càng cảnh giác với những nguy cơ từ công nghệ hạt nhân, cho dù là ứng dụng dân sự hay quân sự. Thực tế, Nhật Bản là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc ngăn chặn sự phổ biến của công nghệ hạt nhân cho mục đích quân sự. Tokyo là một nhân chứng lịch sử nhắc nhở thế giới về những hậu quả khôn lường khi sử dụng vũ khí nguyên tử. Không phổ biến, vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu hàng đầu của Tokyo trong thời gian tới, bà Beger nhận định. Tiếp đến là Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Nhật, Washington đặc biệt chú ý đến tình trạng chương trình hạt nhân của Tokyo. Mỹ, Nhật đã ký hiệp ước an ninh song phương vào năm 1951. Theo đó, Washington có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tokyo trong tình huống xảy ra chiến tranh. Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng mọi nguồn lực, kể cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nhật trước cuộc xâm lược từ bên ngoài. Về mặt lý thuyết, Nhật Bản đã có sự che chở từ ô hạt nhân của Mỹ nên họ có rất ít động cơ để chế tạo vũ khí nguyên tử. Bên cạnh đó, điểm nhấn của dự luận là thắt chặt liên minh quân sự với Mỹ. Nhật Bản có thể dựa vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ để tạo thế trận răn đe mà không cần chế tạo chúng. Bà Berger kết luận ngạc nhiên xe bọc thép của binh chủng hóa học Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, binh chủng hóa học Việt Nam cũng được trang bị nhiều phương tiện xe chiến đấu mạnh mẽ, trong đó có dòng xe bọc thép BRDM2. Binh chủng hóa học trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một binh chủng chuyên môn kỹ thuật của quân đội nhân dân Việt Nam, có chức năng đảm bảo hóa học cho tác chiến, làm nòng cốt trong việc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, quỳ trang bảo vệ các mục tiêu quan trọng của quân đội, nghi binh đánh lừa địch bằng màn khói. Bộ đội hóa học còn có thể trực tiếp chiến đấu bằng vũ khí bộ binh và súng phun lửa. Với nhiệm vụ đặc biệt trong chiến tranh và cả thời bình, bộ đội binh chủng hóa học được trang bị nhiều khí tài đặc chủng hiện đại, bao gồm cả các xe bọc thép có khả năng tác chiến mạnh mẽ. Cụ thể hiện nay, binh chủng hóa học được trang bị dòng xe bọc thép trinh sát BRDM2, được trang bị hệ thống bảo vệ chống vũ khí phóng xạ, sinh học, hóa học rất phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của bộ đội hóa học. Các chiến sĩ hóa học cũng được trang bị nhiều loại vũ khí bộ binh, gồm súng AK, súng máy, đại liên 12,7 mm và đặc biệt là có cả súng phun lửa. BRDM-2 là dòng xe bọc thép chính xác có khả năng bơi tốt, do VK Rostro thiết kế từ đầu những năm 1960, được nhà máy ô tô Sky sản xuất với số lượng 7.200 chiếc từ năm 1962 đến năm 1989. BRDM-2 gần như là phiên bản hoàn thiện hơn cái dòng xe BRDM vốn thiếu hệ thống phòng vệ NBC, khả năng tác chiến ban đêm thiếu hỏa lực. Xe bọc thép chính xác BRDM-2 của bộ đội hóa học được trang bị hệ thống đẩy water track, cho phép di chuyển dưới mặt nước với tốc độ 10 km h thời gian hoạt động dưới nước liên tục 17 đến 19 tiếng. Trước mũi được lắp thêm một tấm thép làm nhiệm vụ cạn nước lên cabin khi đang bơi, cải thiện sự ổn định và có thể đóng vai trò giáp bổ sung chống đạn khi chiến đấu. dm 2 được thiết kế với tháp pháo nhỏ BBU1, trang bị khẩu đại liên KBVT 14,5 mm cùng đại liên 7,62 mm BKT đồng trục. Trong đó, khẩu KBVT đạt tốc độ bắn 600 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả ban ngày là 2.000m, xuyên giáp dày 20mm ở cửa ly 1.000m và 30mm cách 500m. Trong ban đêm, khẩu KBVT đạt tầm bắn hiệu quả 1,4km. Khẩu KBVT trang bị các loại đạn xuyên giáp, đạn nổ phá. Được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường, trên BRDM-2 được trang bị nhiều khí tài trinh sát gồm 6 kính ngắm toàn cảnh TNBA, một kính ngắm ban ngày TBKU-2B và một kính ngắm ban đêm TKN1 cho trưởng xe. Còn lấy xe được trang bị bốn kính ngắm toàn cảnh phía trước TNBA và một kính ngắm ban đêm TWN 2B. Xe được trang bị hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn cho phép trinh sát các vùng bị nhiễm phóng xạ, khí độc. Xe bọc thép BRDM2 nặng 7 tấn, dài 5,75m, bọc giáp dày từ 2 đến 14 mm tùy vị trí. Xe được trang bị một động cơ xăng GA41, công suất 140 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h dự trữ hành trình 750 km. Hệ thống truyền động khá đặc biệt với bốn bánh lớp lớn và bốn bánh phụ giấu giữa thân xe. BRDM2 từng được binh chủng hóa học triển khai trong nhiều sự kiện lớn của đất nước. sức mạnh tàu ngầm Kilo của Việt Nam khiến tàu ngầm lớp Kilo của Trung Quốc phải chịu thua. Quý vị thính giả thân mến, ngày 6 tháng 8, tờ Hoa Nam buổi sáng dẫn lại nguồn từ Trang Phượng Hoàng, Hồng Kông, Trung Quốc nhận định rằng tàu ngầm Kilo của Việt Nam mạnh hơn tàu ngầm lớp Kilo của Trung Quốc về mọi chỉ số, về tốc độ, hiệu quả chạy êm, năng lực tấn công, thiết bị điện tử, được biết đây không phải là lần đầu tiên truyền thông nước ngoài có những cân đo đong đếm về sức mạnh tàu ngầm Việt Nam và Trung Quốc. hồi tháng 4 năm 2015, tạp chí Newsweek của Mỹ cũng đã có những phân tích về sự khác nhau giữa tàu ngầm Kilo 636 Mv của Việt Nam và Kilo 636 Mk của Trung Quốc khi tàu ngầm HQ-185 chuẩn bị lên đường về Việt Nam. Trước tiên, tàu ngầm Kilo của Việt Nam được trang bị hệ thống tên lửa Club S có thể tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau với tầm bắn lên tới 300 km. Hệ thống vũ khí này Nga chỉ bắn cho Việt Nam và hai nước khác là Ấn Độ và Algeria. Khác biệt thứ hai là tàu ngầm Kilo Việt Nam được trang bị radar dẫn đường phức hợp đa tác dụng GE201 loại mới nhất. Loại radar này không được xuất khẩu cho Trung Quốc. Có ưu điểm lớn nhất là giảm tối đa tạp âm trong môi trường nước và giúp đa dạng hóa biện pháp dẫn đường. Khác biệt thứ ba là hệ thống Sona. Tàu ngầm Kilo 636MK của Trung Quốc chỉ được trang bị hệ thống Sona MGK400E loại cơ bản. Trong khi đó, tàu ngầm Kilo 636MV lại được lắp đặt hệ thống Sona MGK400E loại cải tiến. Hai hệ thống Sona này có cùng cự ly thám trắc, nhưng hệ thống Sona MGK400E được cải tiến, được trang bị bộ xử lý tín hiệu tốc độ cao nhiều công năng và có mức độ số hóa cao hơn. Khác biệt thứ tư là hệ thống kính tiềm vọng. Tuy tàu ngầm Kilo 636 MK và tàu ngầm Kilo 636 MV đều được trang bị hệ thống thám trắc quan học, nhưng kính tiềm vọng sử dụng cho nhiệm vụ tấn công của tàu ngầm Kilo 636 MV được lắp đặt thêm thiết bị đo cự ly bằng tia laser và hệ thống quan trắc TVIR. Trong khi đó, tàu ngầm Kilo 636 MK chủ yếu sử dụng quan học ngắm bắn và không có thiết bị đo cự ly bằng tia laser. Điều đó có nghĩa năng lực tác chiến ban đêm và độ chính xác của đòn đánh của tàu ngầm Kilo 636MV sẽ cao hơn tàu ngầm Kilo 636MK. Điểm khác biệt cuối cùng được báo Mỹ chỉ ra là hệ thống điều hòa mà tàu ngầm Kilo 636MV sử dụng thích hợp hơn với khí hậu, địa hình nhiệt đới. Trong khi đó, tàu ngầm Kilo 636MK của Trung Quốc thì không có hệ thống này. Ngoài những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm Kilo 636MV của Việt Nam so với tàu Kilo 636MK được Newsweek phân tích, tạp chí quốc phòng Canwa Defense Review của Canada đã đăng tải những phân tích về sức mạnh của tàu ngầm Kilo Việt Nam so với tàu Kilo của Trung Quốc. Canwa Defense Reviews phân tích trong những trang bị khác biệt của tàu ngầm Kilo Việt Nam so với Kilo của Trung Quốc, đó là lớp vật liệu chống dội âm hay còn gọi là ngói chống dội âm, dù không phân tích cụ thể nhưng Kanwa khẳng định lớp vật liệu này trên tàu Kilo 636MV của Việt Nam hiện đại hơn nhiều so với Kilo của Trung Quốc. Được biết, lớp ngói chống giữa âm được phủ trên vỏ tàu và cánh ngầm để hấp thu sóng, âm sona, làm giảm thiểu và méo đi những tín hiệu dội lại. Lớp vật liệu này cũng làm giảm đi những tiếng ồn gây ra bởi tàu ngầm, do đó làm giảm đi khoảng cách bị phát hiện bởi sona thụ động. Sona thụ động của tàu ngầm cũng là con mắt của tàu. Khi đi ngầm, để thu âm thanh của chân vịt Tàu đối phương, qua hệ thống phân tích và kinh nghiệm của thủy thủ Sona, có thể biết được mục tiêu là chủng loại tàu nào, hướng đi và tốc độ của tàu. Hiện nay Trung Quốc là nước mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga nhiều nhất với tổng số 12 chiếc với các phiên bản khác nhau của Nga. Cho đến năm 2006, Nga đã bàn giao tất cả tàu ngầm lớp Kilo cho Trung Quốc và hiện nay tàu vận tải siêu trọng Rondoc Storm vẫn đang tiếp tục hải trình đưa chiếc tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng được nga đóng cho hải quân việt nam mang tên bà rịa vũng tàu về nước dự kiến con tàu sẽ cập cảng cam ranh vào dịp tết nguyên đáng đinh dậu 2017 đây sẽ là vũ khí đầu tiên sông đất chuẩn bị cho các khí tài tiếp theo đổ bộ các bạn vừa theo dõi video sức mạnh tàu ngầm Kilo của việt nam khiến tàu ngầm lớp Kilo của trung quốc phải chịu thua Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Vua chiến trường M107 Mỹ trong quân đội Việt Nam Quý vị thính giả thân mến, theo cuốn Lịch sử phát binh quân đội nhân dân Việt Nam, sau chiến dịch Tây Nguyên, ta đã thu 12 khẩu pháo tự hành M107-175mm trong tình trạng hoạt động tốt. Mặc dù M107 được Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa kỳ vọng rất nhiều, nhưng thực tế hiệu quả chiến đấu của khẩu pháo này tại chiến trường Việt Nam lại không cao. Trong trận thành cổ tháng 3 năm 1972, sau một tháng giao tranh, toàn bộ trung đoàn 56 của sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa đã ra hàng, dắt theo 4 khẩu vua chiến trường còn vận hành tốt khi diễn ra cuộc tổng tiến công tháng 3 năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam cho sử dụng những khẩu chiến lợi phẩm làm Việt Nam Cộng Hòa không chấm đỡ được, có nơi nghe đạn nổ là khiếp vía nên từ đầu hằng. Sau ngày giải phóng miền Nam, quân đội ta thu được thêm một số lượng nhỏ M107 175mm từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và thành lập một đơn vị cấp tiểu đoàn chiến lược trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Nam, pháo tự hành M107 đã tham gia vào các trận đánh tiêu diệt Pol Pot ở Mộc Bài, Tây Ninh, góp phần giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Ngày nay, M107 vẫn tiếp tục nằm trong trang bị pháo binh Việt Nam. Để M107 phục vụ được đến ngày nay, Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt sửa chữa và thay thế phụ tùng. Đặc biệt, hệ thống xi lanh thủy lực nâng hạ nồng pháo qua sử dụng bị mòn, rò rỉ, dẫn đến việc vận hành gặp nhiều khó khăn. Bằng sự sáng tạo của mình, cục quân khí đã thử nghiệm thay thế bằng các hệ thống thủy lực thường dùng cho dân sự như trên các máy xúc đất, máy cẩu, kết quả đảm bảo duy trì tình trạng chiến đấu tốt của các khẩu pháo. Hệ thống xe chuyên chở cũng gặp nhiều hỏng hốc, Việt Nam đã tiến hành đại tu các hệ thống động cơ và thay thế hệ thống nguồn điện trên xe cũng như toàn bộ hệ thống dây dẫn điện trên xe. Ngoài ra còn thay thế một số chi tiết nhỏ khác, như những cải tiến này mà các pháo tự hành M107 luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi Mỹ còn duy trì lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, đã khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm các nguồn phụ tùng thay thế cũng như là đạn dược. Cùng với đó, nông pháo chỉ chịu được một số lượng phát bắn nhất định, từ 700 đến 1.200 phát tùy loại đạn, sẽ bị mòn và không còn đảm bảo được độ chính xác. Do vậy, thời gian gần đây, pháo tự hành M107 được bảo quản ở trạng thái niêm cất và chỉ được sử dụng khi có các tình huống cần thiết. Cũng vì vậy nên rất hiếm khi xuất hiện hình ảnh của M107 của Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tuyên bố bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, có thể những siêu pháo này sẽ được đại tu toàn bộ kéo dài tuổi thọ góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng pháo binh. Pháo tự hành tầm xa M107 cỡ nòng 175mm do Mỹ thiết kế và sản xuất cho nhiệm vụ pháo kích mục tiêu cấp chiến lược nằm ở hậu phương quân địch bằng viên đạn lớn có sức công phá mạnh. Pháo M107 đã tham gia nhiều hai cuộc chiến tranh lớn và nhiều cuộc xung đột nhỏ ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Ngoài chiến tranh Việt Nam, loại pháo tự hành này cũng được dùng trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Vào năm 1965, M-107 được Mỹ đưa sang miền Nam Việt Nam để đối phó lại pháo xe kéo M-46 130mm của quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc đó M-46 có tầm bắn xa 30km mà không có pháo nào của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa đương đầu được. Tại miền Nam, pháo tự hành M107 đã tham gia vào các trận tìm diệt lớn của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa như cuộc hành quân Lam Sơn 719, hai trận phòng ngự tại căn cứ khe xanh của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 2 năm 1967, pháo địch từ bờ Nam bắn sang bờ Bắc sông Bến Hải, gây nhiều tội ác với nhân dân ta. Chúng còn bắn cả loại đạn mang theo truyền đơn vẽ hình khẩu pháo 175 với lời thách thức ngạo mạng, Pháo tự hành M107 là loại pháo mặt đất có cỡ nồng lớn nhất tại chiến trường Việt Nam, được mệnh danh là vua chiến trường. M107 có chiều dài tổng thể 11,25m, rộng 3,15m, cao 4,47m, trọng lượng là 28,2 tấn. M107 thiết kế với khẩu pháo nồng xoắn M113 cỡ 175mm đặt trên khung giá đỡ M158. Pháo có tốc độ bắn chỉ là 1 viên trên 1 phút, nhưng tầm bắn lại xa tới 40km. Pháo M107 có tuổi thọ khoảng 700 đến 1200 phát tùy vào số lượng và liều phóng mỗi phát bắn. Pháo tự hành M107 chỉ được sản xuất hai loại đạn, đạn nổ mạnh M437 nặng 66,6 kg với bán kính sát thương hơn 50 m và đạn hạt nhân 15 kiloton. M107 được Việt Nam Cộng hòa sơn chữ sấm sét và vua chiến trường trên đồng pháo nhằm vô trưng sức mạnh của nó. Vì đạn pháo có kích cỡ rất lớn, trọng lượng nặng, nên số đạn dự trữ lớn nhất trong xe chỉ có hai viên. Trong chiến đấu M107 cần phải xe tải đạn M548 đi kèm. Ngoài ra khi triển khai bắn thì gầu múc đất ở đằng sau đuôi xe phải hạ cắm chặt xuống đất để đảm bảo không bị trượt ra sau khi bắn. Khẩu đội pháo M107 cần tới 13 người, gồm 5 người trên xe pháo và 8 người trên xe bánh xích khác để nạp đạn nòng pháo buộc phải hạ xuống sau khi nạp đạn xong nòng pháo lại nâng lên để bắn tốc độ bắn tối đa chỉ có hai phát một phút trung bình một phát trên một phút pháo m 107 đặt trên xe bánh xích lắp động cơ diesel gm 8 v 71 t 345 mã lực cho phép nó đạt tốc độ 56 km một giờ chiếc xe bọc thép mỏng giúp tổ lái chống đạn súng máy hạng nhẹ hoặc mảnh đạn pháo các bạn vừa theo dõi video Vua chiến trường M107 Mỹ trong quân đội Việt Nam Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.